cho người trầm bằng lễ sa mang chỉ lên cái giá đấy bây giờ cân nặng cả bằng trầm bởi bằng lên tôi cho người tụ tụ bố cứ hiểm mẹ chèn tại lại tiếp khổ tập bộ bởi này trâu bữa bộ cậu bị chinh trầm cân em cho người bắt đẹp rõm hàng mút tâm trầm bằng bà bộ cốp chân bắt tốt bữa cho người bạc liêu cái giá đấy lươn bạc liêu hiểm ác nơi bạc liêu khắp cơ tòi bởi này lê hàng kliệt lễ anh trùm ác chỉ kèm hàng rực bộ bốt mừng cho người qua tình nguồn krong ea cửu long cứu hiểm trầm bằng cứu hiểm bài nghệ bữa xịt lễ tại lại bộ tường mừng cho ngùi bạc liều này ạt lễ phôn trèm cơ nềm chùm bà cốp tràn bạc lạ anh trâu hàng chi bà tờ hàng toài về bà cừu cho ngùi mang lần e hàng chặt nghèo ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần định vị thương hiệu du lịch. Tôi đã có càng hào màu. Một món ăn độc đáo khác biệt là đã đủ cho khách du lưu luyến. Với nhiều khách phương xa, trên bằng lấy xe mang tâm tư là dùng phần bộ cốp tràn về bữa cho ngùi màu mẹ chèn. Bất đà cân em có xa trên bằng mẹ chèn phà rè dắp cả toài khát càng. Chắc phải lớn gấp đôi gấp ba nơi khác. Nhưng ấn tượng nhất với du khách chính là màn trình diễn của hàng lô toài kèm tay bánh xèo áp mệt đẹp giữa con đường trên bộ đồng mẹ chèn mong toài chọn nguồn trọc bạc liêu tại bộ khu lùng lễ bánh xèo chạy lễ prong tuyệt trọc lào quát xa mức thật bộ khu hàng toài xịt lễ đoàn bộ phật tế mô bộ rửa về quán áp mệt hàng lễ xa cho ní dịu rửa bất cả lúc khu này chế đất tốc tập bộ chế chế xa hàng nghệ bánh lễ hàng cười thao hàng lễ rốc hàng nghệ xích tôi non thứ bảy chủ nhật thì sẽ tăng gấp đôi. Phương án một câu kêu của thợ lốt lao thôn hàng lùng tuyệt lên sáu mươi tuyệt này câu chuột tôi chất là rẽ mừng tuyệt tốt trong quả đào tố bành nghệ bành treo mang được vương hai sáu mươi tết câu con non cặp đấy lao trong hộp bạo vớt rơi nem rơi thịt chú nghệ rẽ mẹ mừng gốc bành toài lễ chất bằng lễ bàn tổ bố tại phà rẽ bành treo am mọt bây giờ hàng này bà con kèn cả đốc mừng nhờ hai hàng lễ tân này về mừng bữa chiên tập bông kèn cả nghĩa bạc rai chiên bánh xèo hàng tiếng mừng cho lúc tập bông bữa chiết acid e bạc đông kèn cả chấm men nó chấm men bánh xèo từ kịp nèo mừng tập bông nghĩa bánh kèn cả bánh hát hàng chấm men tôm thì dùng tôm bạc với phần thịt ngọt và lớp vỏ bên ngoài rất mềm để thực khách có nhiều lựa chọn asar bánh lễ màu mẹ chèn phà rè rằng yêu cầu tại chất nương ôn tiền bánh xèo âm mật màu tương rất tạ hàng bánh xèo tuyệt trẻ rộm hàng tiền hàng nương hàng lễ cả đồ kẹt nghèo kênh cả tuổi lễ tuyệt bế hàng nêm trô tụ bật dạp tương 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 bằng rốc hàm nương hàng bơi hàng lễ bột đông hàng tràn em mềm e tốt như bè bởi nghệ hiểm bá kênh cả như chú men mi hàng dựa trẻ kênh cả bật đẹp hàm e chú men ở phía bèng bởi giữ hàng tuổi kèng bình mùi bề 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 hấp lốc tại nhàm kèn các bằng rầm hàng bánh xèo chè chấm men lốc hạt tôm nội chấm men sam hàng nhàm là rớt nọ hạch mừng bánh xèo nghệ chiên tại mẹ chèn phà rè mừng trèm bằng này bình mùi bà tôm nhàm mặn là lợn mèo bèo đốt span bèo mét tầng kèn giữa hàng niềm lốc tổ chức lốc chân tốt tại kèn bình mùi cất che bắt tụ kết trèm bằng cả tôm nọ bằng bánh xèo, cái nhị hèm và tệ hàng lễ nhằm là rớt bằng mà rốc hàng lễ tự tụ bộp ấu hàng nhằm bươi salad dạo bằng hèm hàng em mềm tốt hèm toài lễ thao cả cả bằng thêm bộ chim mèn tùy màu tươm tiệm bằng chim mèn lá mông qua bẩn lèn bánh xèo mỡ hình bởi quán nít bạc liêu nghĩa cả tươm toài kèm ở tay vì vật bằng lễ tùa tờ nền nèo tuy nhiên thì bánh xèo ăn mặc vẫn giữ vững được cái thương hiệu và hạt keo thuộc lốt lao thôn thuộc một bình mười keo của lưu thôn biểu cái giật đấy nền ruột này thao cả tờ mỡ bánh xèo ăn mật ăn về biểu ăn ăn hàng rải chè cái giật đấy cái xem liền plung một bình mười ăn xịt lên một cái chép trầm cái niệm bình mười rubia hạt tôm trầm cái niệm chấm men bắt lấy làm hàng kêu hiem chỉ cả toài kèn cái rải chè rồi bút toài lù lo mà du khách còn cảm nhận được bản sắc văn hóa trọng bao chọn ngôi trầm bằng lễ sắc màng hạt tôm chè lên cái giá đấy biểu con non cờ bằng trầm toài lễ tụ tổ bốc cùi hem toài tiếp mừng nạp lời bởi quạt nỉ trâu bữa bắp cọp bắp chiên trầm cái đêm chọn ngôi bên đây phàm hàng một tam trầm bằng bắp cọp tràn cái giá đấy chọn ngôi quạt bồn đen
เรียบเรียนตะเกียวควักเกตถันอุ้ยกนองประนับเลยบนปรองบักเลียวนันเนียวเมนโตรกับประตูปลีนในนำเนตเรียนเปิดจอดงุยกว่าในเพียวกระยัดได้จอดงุยรำนันบิงมวยเอ็มเตอร์ตุ้มปอตุ้มปลีนหมดตอมตุ้มเตรียมเป็นพอปรองตุ้มในเรียนผลกลางประตูกับประตูจอดงุยกระยัดได้เรื่องเงาขนองขนองประนับเลยบนปรองบักเลียวอัดลงประตูตุ้มในนำจอดงุยหักในเด็กประตูเพียวตุ้มปลีนประกาศเละประกอบปิจิงเปลี่ยวตุ้มในนำเนตเมืองกลางนี้ เรียบเรียนจะเก็บในตริงห้องเจนและอันในตรงมึงลู่ตัวจ่อเงยเยอะกับใบในหมดในนำมาอ้าข้างตื้มในนำครูเฮมแม่เจนตื้มเตรียมบองชิมแอนอามักนุ่นปรีเลตรงกับเตรียมใบตามงานเจือมือเฮงวัดกับหมอนันและในเละใบในหมอบุบบดงานเจือเยอะแก่ใบในเละหมอผู้หางเละเพรงเงี้ยจริงรัดเงี้ยจริงรูปหาง รัดซบนอนแต่เตี้ยต่อยแกงกับบังบังในเลยยืดตะไลแกงเจจเมียนเจมวยเลวิเนวประสังเจอซาเลบังในจับเอเจมือปลดเปลือกปลดเปลือกปลักมังสังเจอถ้าตึ้งปลุกทนในองค์โมนิเหงื่อถิ่นทวีนมังมิดแรงจีโฝวิบังหังพระเงะบังใน เงะเต็งเละตัวปลุกทนเละตัวปลุกทนเต็งมึงอดนุกเละองโมเละปนังเงะเปรอะพี่เปรอะในไม่เม็ดเละเงะมึงซอยเละเปรอะในเละเม็ดเละต่อจอยมึงไม่มาแต่เตี้ยไปในประกอบเงะหางไม้จึงเละอรัดในเละงันเจือตุยเงะหางตะงานซิตะไลเงะหางตะงานในเละอรัดซบตุยในเละบุกเฮียมหางจมเอน mong nằm bếp biểu nghệ bánh này lễ bếp một bụi đỏ hồng dân mỡ hình bởi quả lợn bạc liều. Rất sốc tuyệt này lễ nghệ bạc ra tạng ngàn. Nhiều rực muôn hạ nghệ tạng ngàn chính lễ bổ lễ nghệ bạc ra này lễ rực muôn hạ khang lễ thảo. Tôi lại phá rè mừng bánh tạm ngàn chờ này lễ tuyệt bằng râm hàng siêu mại biết trên bằng mẹ chân núi hoa triều châu. Hàng lễ bánh tạm ngăn chờ này bà bè sư mại màu tường, nông ôn hàng là rớt, hàng ở tại chát, ta tiếng ngũ bằng tường, e bà đông, hàng e mềm, xàm hàng. Rất sốc tuyệt này lễ bốc chú mèn, mút rộm hàng lễ, nó tương tơ ra xa vớt bằng chú mèn. Mẹ mừng trèm bằng, mừng mẹ chèn, bánh tạm bạc liều. Tuy mô khô lưu hiếm trầm bóng Việt Nam, tổng thảo trầm bóng bóng rưu Việt Nam thông tin bóng Lào. Từng một thời nức tiếng như nghệ dịch chiếu, nghệ trèn giao. Rất nhiều có bánh tạm bài này lễ tụ lễ phụ nế mừng bài nghệ bóng rưu mừng mỡ hình nhầm, nhoài, nhầm, trầm cân nêm hàng nghệ bóng rưu chung bóng bếp lời, nhầm, nhoài ngăn chứa nạp lời bếp yếu, bếp chứa hạng nọ hiếm. Tôi là mẹ chân mừng nhòi, tiết này bốn bút một lột mè, các nông dòi hàng từ một tổ cổ sang nhẹm nhòi và bút lúc lúc bời ấp thông nhất. Nhi Nguyễn Thị Chính bây giờ đã nghệ bởi mừng nhầm nhòi này mừng pin mẹ mừng nét, nghệ bởi nghệ này tổ choi mừng lúc này trong cột nục bà con lê. Nên bây giờ là 45 năm rồi. Tất nhiên bố bán thôn có tham nhầm nhòi, mẹ có bắt đầu kết nhầm nhòi các cầu trọc các bạn bố mẹ thôn được kêu này lấy. Mang hà rời, nuôi được quẹt bố rộp nê Nguyễn Thị Chính nhầm mùng bạn trọc của mẹ bố nhòi. Bố tiết tuê bố nhòi chan tất lại kèng một cái chập luồng lốc. Đó là những mảnh ghép đa sắc màu trong bức tranh đẹp. Sao bố nê hạt nèo mà ác hàng lễ, anh ấy bố e ché hàng lễ từ mở rách. Việc nhèm riêng bà đế tôi này. Năn lễ tươm, rát lùi ế chế mang rụp cách hèm, mỡ bò, nhèm xịt lễ bò rồi cười mỡ. Mẹ mừng này, tươm bà nhòi ngăn chờ hèm cả chép tiệm tôi toài cho ngồi nợ dập này. Dịch chiếu truyền thống là các lò triền giao. Sản phẩm ở đây được triền thủ công theo bí quyết gia truyền. Tụ bằng tầng cá tươm sẵn nọ nghệ bà nhèm nhòi cử cửa lễ này bà ra chồng rồi. Trong cái niềm bài này, tôi nghĩ hạng tạc ngàn, hạng tạ lời tội choài, mốt nọ cái chép hạng hiểm luôn. Thao có lẽ, tạ lời kèo giặt đấy xa mốc rửa ạch về biếu, trong cái niềm dự hạng nàn, thăng theo ngàn chữ. Thao có rửa nghĩa,
chung rupok này tuyệt liền thế mà nạp lại ăn cơ trước khi được trang về biểu bộ nghe mà ở biểu lẽ cứ như lệ cũ bộ bộ thảo lúc tốt cho ai bộ nghe cả từ một nút từ từ đợi ông nội rồi đợi cha rồi tới đợi con mà cầu lễ về biểu bộ nghe bà ra chung rupok hàng cầu tội cho ai bộ nghe mụ mà rất này sáng nó còn một lọt nút nghe bộ này mà ở cầu cầu hẳn nạ hàng thơm thôn chỉ kèm này nghe bộ kru kru tui liền lễ trập con em nơi dùng kru hèm sụt nút tra chép chinh rực quyền bộ mừng nuôi nghe bà ra tôi chọn người tụ mụ tâm anh nghe bộ chinh mụ tâm nghe lùng liền bằng tràn bộ năng nghe chinh rực bút chen mừng chọn người bộ nghe bộ rốt một lần nghe bộ bà ra chung rực bước bộ tâm nhầm nhoay bộ nghe mềm đặt lẽ mồm mừng đồng lâu tôi bà lẽ nèo trọc bộ này lèng tụ mụ bằng tràn nghe bộ chinh trêm cơ nèm mềm xàm mượn hình mềm xàm bình hương tụ mụ nàn eo lẽ mềm xàm bộ mụ tà làng tại này tôi nghe bà tôi chọn người càng xem lốt tôi nên Nguyễn Thị Tiến nuôi nghệ mềm xăm xôi thôn bởi Vĩnh Hưng. Hàng tới lời nick eo lễ thao cờ Asara Can tụ non xa mọn tên mừng lễ bằng lễ mò tà làng ớ bố rốt phụ. Akan mẹ bị tà làng nâng lễ tới lời mẹ chen kỹ thuật nghệ mềm. Akan bèo nghệm xăm bẻ lễ Akan cro Akan sạc đồng. Hàng tư mừng nghệ bạc ra kèng Akan cro hàng trăm e chờ mèn để nâng mò ra xích hàng ngốc. Tôi hàng quá rồi bên trên này dùng phản lễ nghĩa bông xăm chích ra kép bầu em mềm các chú mèn vẫn còn nguyên con dù toàn bộ xương đạm mềm mắm chua thường lễ mềm xăm bình hương dự đẹp bạc cả thằng một bác lễ màu ở sản ạc can tổ non hạt rơi lễ bí tà làng bông màu thằng ta mềm xăm cho tụi bằng hàng anh em là rớt tâm môn e hàng lễ tươm trềm bằng bộ trô hàng lễ nường hàng lễ tươm nhằm rút hàng mềm nường ôn hàng biểu bằng kênh cơ tổ bộ giáp e chú mên xăm hàng mi pra ram hàng tới lời chú mên mẹ chèn thảo vờ hiện nay xã Vĩnh Hưng có khoảng 10 gia đình do cả tâm nạp lời khắp cờ bread mơ anh ăn mềm xăm bởi này ăn từ về béo tức là mẹ chèn rất này bao Vĩnh Hưng mô làm pro lúc sáng nó nghe mềm xăm béo sĩ niềm trù rất nhiều cái niềm trù nghe phải chinh mềm xăm nên nằm này tụi nghe lệ mềm à cần chó mềm xăm nghe plan vì mềm san nghe tua plan bật lộ anh ăn lệ trầm cái niềm à cần cro à cần sạc lại à cần chó tôi còn lo plan cả tôi thao cờ tôi lại bớt chọn người nên nào play trầm bằng ạt về phun con mừng chọn tôi chọn người hàng lễ chmen e chmen nè chật dạ về bớt thế trầm bằng play prom bốc bớt thế tôi lại tiếp mừng nạp lại quạt bên đèn keng cờ phong lời tôi chọn người mang rìm này trúc nạp play tôi về cờ tôi mở tôi lại về kết luận tìm trầm bằng một play play po keng cứ như lúc tương nuôi chum trầm bằng keng cả rằng trúc bạc liêu tôi bây giờ còn đang có bằng mọi tụ lễ về biểu hàng trai tổ tơ lễ về trần bạc lễ cái giờ đấy tìm trèm cái nem kia trèm bằng hàng tìm ta trèm cái nem đang mang nạp lời kiêng cái chinh nan mẹ chen một quả nấy rập tịch chà tôi một bình mười tập của mình rẽ này bình mười kia cái tịch mẹ tìm phồn pran mừng trung ương vẽ lễ cái nòng bữa đang mang giờ đấy bảy bà ăn rập tìm trần bữa mừng khôn bảy pram lần e bắc cốc bình chinh nan ra bạc liêu bảy pram cái giờ đấy cho ngồi bình mười chàng rập mèn lao thôn tập bộ tập bộ mẹ tìm trèm cái nem cho ngồi ra hàng tiền bạc liêu pra bạc cộ bạc chinh bạc lại thật bạc rù mục tài trọc bạc quan lợn bạc liêu cụ hiểm trầm bằng cụ hiểm bằng nghệ bạc xịt lệ này khôn tập bộ cho ngồi quạt bồn đèn hàng này lệ phôn trầm cái nem chung bạc cộp tràn bạc lạ này trọc cho thật bạc rù tài cho ngồi một lần e chặt nghèo quan lợn bạc liêu hiểm ác nuôi bạc liêu khắp cả tòi bởi này lệ này trọc nèo ác chỉ kèm rực bốt tài cho ngồi quạt tân ung cọng e cửu long